Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng diễn tả người tập 34. Từ đầu tiên, trọng âm của nó rơi vào âm thứ hai, âm thai, thai. Âm này thì các bạn phát âm gần giống như từ thai ở trong tiếng Việt vậy đó. Gần giống như từ có thai. Mà các bạn thở nó ra một tí nữa, bắn hơi nó ra thêm một chút nữa. Thai. Và cái từ đầu tiên là từ ăn, các bạn xuống giọng nó ăn, nó giống như từ ăn trong tiếng Việt nhưng các bạn thêm dấu huyền ăn. Và cái từ cuối cùng nó giống từ đi trong tiếng Việt nhưng chúng ta thêm dấu huyền nữa là đi, untidy, untidy. Từ này có nghĩa là không trải chuốt, chuốt các bạn nhé, chữ T nhé, không trải chuốt, rối xù, untidy. Hôm nay chúng ta nói chủ yếu về tóc các bạn nhé. Untidy. Untidy. Từ tiếp theo. Từ này âm y ở đây là âm y dài và các bạn kết thúc bằng âm T, bắn hơi. Đọc là neat. 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 Từ này có nghĩa là tóc chải chuốt, cẩn thận. Neat. Neat. Từ tiếp theo, cụm từ này, từ đầu tiên các bạn đọc là ở, rất đơn giản, giống như từ ở trong tiếng Việt thôi. Ở, tiếp theo là short, short, head, chữ hair ở này các bạn thêm âm đờ nhé, head. Và chữ người này đọc là person, hoặc là person, a short haired person, a short haired person. Từ này có nghĩa là người có mái tóc ngắn. A short hair person. A short hair person. Khi các bạn đọc nhanh thì cái chữ âm đờ này các bạn có thể lướt qua cũng được. Các bạn có thể bỏ qua nó. Các bạn có thể đọc là a short hair person. Không cần âm đờ cũng được. Còn bạn nào cẩn thận hơn thì nên có âm đờ. A short hair person. Từ tiếp theo. Từ đầu tiên thì các bạn biết rồi, đọc là with, with. Và cái từ thứ hai này các bạn đọc là âm A các bạn nhé. Xem như ở đây âm Y này nó không tồn tại, nó là âm câm. Các bạn đọc là plots, plots. Cả cụm từ này đó đọc là with plots, with plots. Cách đọc thứ hai các bạn đọc thành âm A bẹt, đọc là plots, plots. Và cụm này đã đọc là with plates, with plates. Nhưng mà mình quen đọc âm A và mình cũng khuyên các bạn đọc âm A, with plates, with plates. Từ này có nghĩa là tóc được tết bện. Đây tết các bạn này, nó tết thành búi thế này này, mà chúng ta thường tết thành thành đuôi sam này kia đấy. Từ tiếp theo, đầu tiên đọc là ở, và cái từ này đọc là fringe. Các bạn nhớ là âm chờ các bạn nhé, âm chờ không bắn hơi mấy, âm chờ rung thôi. A fringe, a fringe. Từ này có nghĩa là tóc cắt ngang trán, a fringe, a fringe. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.